Trùm3s.com, chẵn lẻ Momo uy tín số 1. Giao dịch tự động 24/7, thanh toán chỉ trong 3 giây. Đua top này vinh quá khủng, lấy mã giao dịch từ Momo tăng chín 100%. Còn chần chừ gì không truy cập ngay Trùm3s.com. Chào mừng đến với tình Rồi, hello, xin chào toàn thể anh em đã quay trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay chính là cái clip đầu tiên của mùa mới cho Liên Quân nhé mọi người, mùa S2 nha. Không biết mọi người fit xuống rank gì nhỉ? Còn riêng tôi thì tôi xuống tinh anh 3 đó. Đó, trận đấu này là trận đấu đầu tiên của nick này của tôi nhé mọi người. Rồi, nhưng mà không hiểu sao mấy ông chơi có bị lão nha. Chứ tôi chơi cái trang phục Tanjiro á, thấy cảm giác nó cứ bị kiểu sao sao nhỉ. Nói chung là nó cứ bị chậm chậm sao mọi người. Tung kiểu nó cái lúc lướt hay là lúc nó chém chừng một, nó cứ cảm giác bị chậm đi, đánh khó chịu quá. Nên là tôi ghét qua đầu quan, đến ngày tôi chơi skin mặc định luôn. Trời ạ. Rồi, bây giờ thì để nói sau nha. Trận đấu này tôi gặp Batman nhé mọi người. Rồi, bây giờ thì tranh thủ farm xong con bùa xong rồi xuống anh nhé. Nó Batman có vẻ là Batman ăn bùa lu trước rồi đó. Đấy là bên nó bên bùa đỏ kìa. Rồi, hay quá, team mình ăn được chiều công đầu rồi nha. Từ ăn tôi né cái mắt đó nha. Nó nói chung là hạn chế, bây giờ hạn chế để lộ sai nha. Lộ sai là AD với cả FB nó lùi á. Tôi thấy AD FB đang lên cao á, nên là hạn chế những pha này để lộ sai nha. Bây giờ thì nấp đây, con bò, ôi ôi con bò vẫn chưa thấy mình. Rồi xong, nấp đây này, bắt AD nhá mọi người, để cho hai bắt AD này. Rồi xong, chạy đâu rồi, chạy đâu, không tốc biến luôn, xin mạng nha, đứng đây đổi kinh nghiệm nha mọi người. Rồi, được 30 vàng một mạng khá là ngon rồi nha. Còn bây giờ thì từ từ nha, khả năng là tôi sẽ đợi con rồng xuống. Đây, bật mắt lên, ở đúng rồi, nó bật mắt lên tránh con Batman nha. Rồi, bây giờ thì vào đây đánh ít máu trụ nha. Ê, Batman này. Từ nha, bắt Yata nha mọi người, Yata chưa cấp 4 này. Này, bắt Yata này, Yata nãy solo với mid là mất tốc biến rồi. Rồi, lượm nha, trời ơi, xin được hai mạng quá lời rồi nha. Còn bây giờ thì từ nha, tôi sắp hồi ulti nha. Tôi sắp hồi chiều cuối nha, đây. Xin mạng, ô kìa, vẫn chưa đủ đam à, trời ơi. Tôi nghĩ là tôi đủ đam giết thằng Batman rồi, tôi lướt thẳng qua con AD đánh nó luôn. Vãi trưởng thật, thế vẫn thiếu đam kìa. Tiếc thế không biết. Rồi, thôi giờ bỏ qua nhé mọi người. Bây giờ thì ăn con rồng nha. Đem ai phụ rồng nhưng mà con top đấy vừa nói xong. Nè nè, bỏ anh nè. Chạy đâu, lui nhẹ nhé mọi người. Tầm này hết chiều lui nhẹ nha. Đây nè, tí nó sẽ qua đây nhé mọi người. Từ từ đợi tính nha. Từ nấp bụi dưới đi. Đây, Yata này, từ nhá, đợi Yata bay nhé mọi người. Đợi Yata bay nó mừng mới vào nha. Từ mình làm mồi nhử thôi, để cho hàng tát làm mồi nhử đi. Rồi, kẻ nó. Rồi, đây rồi, xong, lượm mạng nè, chạy luôn nè, đánh thường, ơi, tôi xong rồi, ui, vãi, nồi thật. Trời ơi, hàm đánh quá, không để ý, thằng Batman hồi sinh rồi, trời ơi. Rồi xong, pha này khả năng là tem tôi bắt con rồng luôn rồi. Ok, tôi hồi sinh rồi, tem bạn bắt con rồng, à này, Batman chỉ bị ăn này, nhưng mà có vẻ nó sẽ không ăn rồi. Rồi, ok, nói chung kệ nó đi, bây giờ thì tôi tranh thủ, for lo. Ôi, phở lo bút bẩn, trời ơi, tốc biến luôn. Ui, ông phở lo bút bẩn thôi. Quá trưởng nhìn ông múa, tấu hài thật sự luôn chứ. Rồi, nói chung là từ nhá, tên bạn ở đây là khả năng là tí nó sẽ ăn con tà thần nhá mọi người. Tôi sẽ tìm cái góc tôi nấp nha. Rồi, đây này, qua góc này nấp này mọi người, qua góc này nấp nha, rình nha. Lần này tôi sẽ rình nó ăn con tà thần nha, thấy chưa, đây này, đấy, thấy chưa bảo mà. Rồi từ này canh, mất ulti rồi, mất ulti đánh luôn, đánh người trước nhá, đánh con tà thần sau, rồi đánh người này. Rồi này, đánh thuộc này xin, ui, không ăn được mạng thứ hai rồi, nhưng mà hơi không sao. Đó, nói chung là ăn được một mạng, hỗ trợ một mạng, ăn được con tà thần là lời rồi nha. Nhưng mà nếu mà cái mạng đó mà tôi ăn được thì nó mới sướng mọi người ơi, kiểu rất là vàng, thêm mới đá luôn. Rồi bây giờ thì qua cướp combo đỏ của thằng Batman nha. Rồi ôi, đó, đầu mùa đánh được trận xanh này xuống lắm mọi người ơi. Nhưng mà cái hôm đầu, cái đầu mà tôi chơi ạc chính rồi á, đánh mấy trận đầu càng năm không có bữa, tôi mới đánh mới fit đầu mùa mới buổi trưa thôi mà tôi gặp thằng cao thủ rồi vô đánh xong đánh toàn đánh trăm sao mà sợ thật. Đánh căng não lắm. Rồi đó là mấy trận đó thì lại đánh không có hiểu highlight nhiều nên là không có đăng cho anh em xem được. Đây bây giờ thì ulti vào bắt thằng này, ôi Batman này, nhưng mà tôi còn băng xương nha, tôi giết ta băng xương lại này. Rồi mới hết chiều đúng không, chiều một này, hồi máu này, chiều một chém thường này, chết này, trời ơi, xin nhận double kill nha. Đấy, nhiều lúc mang cái băng xương nó lợi lắm phải không? Nó nhiều pha ao nhây ảo ma lắm. Rồi, bây giờ thì ăn con bùa đỏ nha. Ui vai trưởng thật, thế mà vẫn thiếu một tí đam kìa.
Rồi bây giờ để farm lẻ con mùa đỏ không rồi chạy xuống khả năng là ăn con rồng nha, nhưng mà máu tầm này máu của tôi ít quá, tôi phải lấy thấy sàng bát men đó tôi mới dám ăn rồng mọi người ơi. Đó chứ mà tôi ăn rồng ở ấu cái là coi như toang đấy. Còn bây giờ thì vô đẩy cái trụ với đường boss nhé mọi người. Họ lấy luôn cái trụ dưới nha. Rồi đây này để tôi qua rình bát men ở đâu nha. À đây này nó là blue này, từ nhá đây là tàn hình này, nó quay lại này, nước có tường đấy ngay mà. Rồi bát men bát ti là chơi được nhé mọi người. Bây giờ thì tôi lấp bụi này, nó bụi đợi nó lên cao tí này bay vào bật này, này ulti này, còn sao bắt thằng AD nhé mọi người. Đây này bắt AD này, đánh này, ok thôi xong rồi. Nhưng mà thôi không sao, ăn được nhiều pha này lui nhẹ cái này, lui đợi hồi chiều nhé mọi người. Chứ pha này mà tôi mà dướng đánh là coi như là AD bắn tôi chết đấy. Đây này nè, đợi hồi chiều cuối nha. Đây rồi xong, AD này đánh chưa hút hồn máu này, rồi chưa một ơi lại tốc biến nữa, trời ơi. Rồi hay quá, vẫn ăn được tên bạo rồi. Giờ thì lui nhẹ nhá, người ta phía bên trái kìa. Rồi lui nhẹ nha mọi người. Rồi ôi ông AD ông lên cao thế, trời ơi. À giờ đã mất bay. Từ từ á, tôi về tăng cục máu á nha. Đây này có cục máu chơi được này. Từ từ. Như đây tôi quá xanh rồi nên là khả năng tôi vẫn ăn được con Vedet nhé mọi người. Vedet không đánh lại tôi đâu. Này hãy đánh thường này, đợi nó xoáy rồi lướt nhé mọi người. Đó, xoáy đánh cho 1 này, đánh cho 2 này. Đó. Trời ơi. Người đối đầu Vedet thì mọi người cứ bình tĩnh thôi, đừng có lướt hết cho 2 nữa. Cho 2 là để nó hồi máu cái là người bị áo nhầy đó. Rồi xong chém luôn thằng mít này. Này thì cái tổ cũng chịu về. Rồi từ từ, lui nhẹ nhé. Có Batman kìa, tôi thấy Batman kìa. À thôi để cho mít ra cục máu ấy. Tôi sẽ vào đánh quái hồi máu nha. Rồi. Đó, tôi tính phá ra cổ máu tôi lên combat luôn, nhưng mà thôi cho mít ăn đi, cho mít ở lại cấu máu cũng được. Rồi bây giờ thì từ từ nhá mấy ông, từ nhá, để tôi ăn con bùa cái làm gì đánh nhau sung thế. Rồi đó trận này thì còn mấy bắt được con bò không, con bò kìa, con bò lạc kìa, bắt nó mà nhưng mà coi chừng bắt men nhá. À kìa bắt men nó trên bùa đỏ rồi nên đánh thoải mái đi nha. Rồi giờ thì từ mấy ông ơi, ui rồi thế là con bò lạc đã chết rồi. Rồi bây giờ thì qua cái bụi này nấp nhá mọi người nè, rình đây thằng nào đây, rồi đây này Batman này. Ôi tôi không lướt cho anh kịp kịp rồi nhưng mà vẫn giết được con Batman nhá. Rồi nè pha này bổ nè, bay này rồi. Ôi tôi xong rồi, trời ơi pha đó thảm quá, bây giờ chạy vì ra ngoài cho rồi. Rồi có vẻ đang đánh nhau ở đường trên này Batman kìa, em kìa. Ê đâm đúng. Rồi ôi đam to quá, biết mình sạch lắm mọi người. Bây giờ cũng đi này, bay vào này lượng hai mạng nhá. Rồi chứ một này bổ này, xin nhẹ này. Ủi thế hoan mà con bò mít ăn được bạn con bò kìa, kiếm ghê á. Trời ơi cho tôi ăn 20 mạng không, trận này có nào. Rồi bây giờ thì qua lực con blue nhé mọi người. Trời ơi. Rồi bây giờ thì từ nha, tôi vẫn còn AVS này, có lo đâu rồi, múa đi. Trời ơi ulti chạy mất tiêu rồi. Rồi bây giờ thì về dọn tí lính nhá, kiếm ít vàng nha. Mọi người chơi mọi người phải farm nhá, không farm là chết dở đấy. Tầm này tôi sẽ nâng thánh kiếm nha, tí tôi sẽ nâng luôn cái nành nhá mọi người. Oh, xanh rồi mà, xanh rồi phải nâng full đam chứ không? Trời ơi, xanh rồi mọi người phải nâng full công vào. Kiểu mọi người sốc cho nó không kịp thở luôn hiểu không? Rồi, bây giờ thì nấp cái lùm này đợi hàng nào qua thì múc quá nha. Rồi, có đứa nào qua đây không? Đây rồi. Chạy đâu, bộ này ôi nhưng mà không đánh được rồi, lui nhẹ cái nha. Rồi, đợi chiêu hồi mới đánh được nha. Qua cái bụi này nấp. Tới nhá, AD ơi, cẩn thận con Batman đấy. Bây giờ cứ đợi Batman nó ra rình thôi. Đó. Rồi từ từ nha. Ui con bò sung này, mình có kiếm mua Yamasa đánh hơi đau ấy. Trời ơi bò một phát gần hết máu rồi. Từ từ nha, có chừng bắt men đấy nha. Mấy ông đứng cẩn thận đấy, bắt men đằng sau nó rình ở đây. Nó trong bùa tà thần kìa. Rồi giờ để tôi về tôi farm nốt mấy con bùa nhé mọi người. Đó blue tôi cũng chịu chuẩn bị ra rồi, đi về farm bùa xong rồi còn đi đánh nhau nữa. Ơ kìa lại bị thiếu đam nữa, cay thế không biết. Rồi bắt men lát đá cái chết luôn rồi. Lát trận này mình cũng xanh quá mọi người ơi. Mọi người biết rồi, cái con rác nó mà xanh thôi xong rồi. Ui dồi ôi, hai ông kia lên cao đấy. Ui dồi ôi, phở lo bố cũng bẩn nữa rồi. Trời ơi, để luôn đấy. Rồi, mày nhắm qua không? Này, tem nó nhắm qua nè. Rồi nha, xin nhẹ mạng Yada nhé mọi người. Trời ơi, xin luôn mạng của Amcop này. Bố này đánh thường này, tôi đợi chiêu 2 nên đánh thằng AD nhé mọi người. Đây, AD này. Rồi, này, bố này đánh thường. Ui, tôi biết rồi. Rồi, xong rồi tôi đổi mạng nó, chạy được không? Ui, không chạy được rồi. Xui thế nhỉ, AD vẫn còn tốc biến phải đó. AD không có tốc biến là tôi đánh nó chết xong rồi là tôi lút đi ra ngoài rồi. Hơi xui. Rồi, ok học sinh đây. Ok, ông Flo lại búp bẩn này nữa đấy. Trời ơi, nhìn ông múa kia. Vãi trưởng thật búp bẩn. Ui rồi, Eo Su mà quả đó mà dính được chiều cuối đẹp. Bắn được không? Ui hụt rồi. Ừ hay quá, đấy. Ông Eo Su ông hụt 2 phát là ST, hên, FB bù cho đấy. Rồi bây giờ thì xuống dọn đợt lính nhé mọi người, dọn đợt lính xong rồi lên nhá. Tại vì tôi có thanh kiếm rồi để tôi nâng nốt cái này nha. Rồi, ui, AD vẫn sống được kìa, hên thế. AD bảo nó phải chết đi chứ nhờ, chết đi để tên bạn còn sống thì tí tôi cân 5 nhé mấy ông xem chứ đúng không. Rồi, bây giờ thì đợi ra buổi đỏ xong rồi lên combat tí nhé mọi người.
Đó, trận này tôi quá xanh rồi, ăn 14 mạng rồi. Giờ cái phát món cuối nó sẽ nâng cái nanh luôn nha. Nâng cái nanh đam cho siêu to khổng lồ luôn. Rồi, nhưng mà không biết nâng kịp cũng nữa, sợ em bảo là thua trước khi tôi nâng kịp cái nanh đấy mọi người. Bây giờ thì đây nè, qua được bụi này nấp nha. Rình xem đây rồi, ra ta nhưng mà không đủ tầm rồi. Đây là đánh con bò này. Từ nha. Đây 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 đây. Luôn nhẹ cái rồi, con bò chết. Rồi xong nhà ta này, bộ này. Trời ơi đam kìa. Trời to này, này. Thục biến về hướng mình chết luôn. Thằng AD nhá. Mày ở đây này, AD này, AD này. Trời ơi. Mày có thục làm gì, có thục biến mà chạy rồi giết luôn thằng này. Ui không ăn được rồi. Chính là gì ăn được qua Q đẹp. Rồi, bây giờ thì có lẽ trận đấu này kết thúc đấy rồi. Nói chung là khá là dễ dàng nhỉ. Rồi, nói chung là rank đầu mùa đó, nói chung là trận hên xui lắm mọi người. Cố gắng anh em, chúc anh em leo rank đầu mùa vui vẻ nha. Rồi, ok, bye bye anh em. Em cứ sau nhé, nếu thứ hai nhớ đừng quên cho mình xin một like cho kênh của mình nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều, bye bye.